Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn từ năm 2015 đến thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Đà Nẵng đã thực hiện chương trình tín dụng hoàn lương từ nguồn vốn ủy thác của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đạt doanh số gần 9 tỷ đồng với 353 khách hàng được vay vốn. Đây cũng là cơ sở tạo thuận lợi để Đà Nẵng sớm đưa quyết định 22 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đi vào thực tế một cách nhanh nhất. Chiều ngày 8 tháng 11, ông Ngô Văn Dũng, trú tại phường Hòa Quý, là bố của Ngô Hoàng Duy, người vừa hoàn thành thời gian thi hành án trở về địa phương, đã đến phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Hoàng Sơn để nhận 100 triệu đồng tiền giải ngân cho vay theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Không khỏi xúc động, ông Duy bày tỏ hạnh phúc vì con em của mình dù đã từng lầm lỡ, nay trở về lại đón nhận sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện để có thể hoàn lương làm lại cuộc đời. Trước mắt là cảm ơn chính phủ, cảm ơn các ngân hàng tài trợ để giúp cháu, để có công ăn việc làm, để cho trưởng thành có vợ con, gia đình điều gia đình mong muốn nhất. Cùng ngày, tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hòa Vang, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, trú tại xã Hòa Tiến, thay mặt chồng là Nguyễn Duy, người cũng vừa hoàn thành thời gian thi hành án trở về địa phương, làm thủ tục nhận vốn 100 triệu đồng cho vay theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Khoản vốn này, hai vợ chồng sẽ đầu tư mở rộng quán cà phê, chi thú làm ăn, nuôi dạy con cái. Lúc mà anh về thì nói chung em cũng, vợ chồng em cũng rất là vất vả, vừa về kinh tế, vừa về mọi thứ trong cuộc sống. Thành ra là khi mà chính sách được đưa ra thì vợ chồng hỗ trợ cho vợ chồng em thì vợ chồng em cũng cảm thấy rất là vui. Và một phần nào đó để vợ chồng em cố gắng hơn. Như vậy, sau gần một tháng quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, tại Đà Nẵng đã có 3 khách hàng được tiếp cận nguồn vốn này với tổng dư nợ là 300 triệu đồng. Này là nó, chính sách này là nó cũng được triển khai với cái sự cộng đồng trách nhiệm. Thứ nhất là của công an thì họ sẽ giám sát những cái đối tượng mà khi ra tù đủ điều kiện thì họ sẽ đề xuất ngân hàng để mà lập cái hồ sơ cho vay. Và khi có cái danh sách đề xuất của công an thì các cái tổ chức chính trị xã hội và các cái tổ vay vốn ở địa phương họ sẽ tiến hành kiểm tra và bình xét cái dự án có hiệu quả hay không, thì họ sẽ lập hồ sơ và hoàn chỉnh hồ sơ gửi đi ngân hàng. Trên cái cơ sở đó thì ngân hàng cũng sẽ chỉ có là tiến hành kiểm tra hồ sơ và giải ngân. Thì đó cũng là mức điều kiện một rất là thuận lợi để cho mà triển khai cái chính sách đến cái đối tượng thụ hưởng. Cũng theo Ngân hàng Chính sách Xã hội Đà Nẵng, để đưa chính sách này đi vào cuộc sống, ngay sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản chỉ đạo Sở Tài chính, Công an thành phố, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ủy ban Nhân dân các quận huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai các nội dung có liên quan, đồng thời rà soát để tham mưu bổ sung nguồn lực đối với chương trình cho vay hoàn lương của thành phố, tích hợp với chương trình cho vay theo quyết định số 22 của Thủ tướng. Trước đây thì thành phố cũng có cái chính sách là cho vay đối với người hoàn lương. Thì mức vay của thành phố thì đối với thông qua hộ gia đình là 30 triệu. Còn đối với cá nhân thì sẽ được vay 20 triệu và thành phố sẽ hỗ trợ lãi suất trong vòng 3 năm. Tuy nhiên cái chính sách mới theo cái quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ đối với người chấp hành xong án phạt tù thì mức cho vay sẽ là 100 triệu và thời hạn cho vay tối đa là 10 năm và lãi suất là 6,6% một năm. Có thể thấy rằng quyết định 22 của chính phủ đã tạo điều kiện cho những người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn, có việc làm, có cơ sở sản xuất kinh doanh. Qua đó tạo việc làm cho người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước. Đồng thời khẳng định sự chung tay của nhà nước và cộng đồng xã hội trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, từng bước xóa bỏ kỳ thị, xa lánh của cộng đồng xã hội đối với người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ có những điều kiện thuận lợi để sớm tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm, ổn định cuộc sống, góp phần làm giảm tỷ lệ tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bên cạnh đó, chính sách tín dụng này sẽ khuyến khích được các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù, tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi, phát triển quy mô sản xuất, qua đó cũng tạo thêm được nhiều việc làm cho người lao động.